Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng không hổ danh miệng quan chôn trẻ. Cuối cùng, chuyện Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Lệ Hà, người sử dụng xe công bật đèn, hụ còi ưu tiên để đón con gái ở sân bay Vinh vào ngày 2 tháng 2 đã bị đưa ra kiểm điểm. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 19 tháng 2 đưa tin kiểm điểm Chủ tịch Hội Phụ nữ dùng xe công vụ đón con. Theo bản tin, vào ngày 19 tháng 2, một lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh này đã tổ chức họp kiểm điểm Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Lệ Hà cùng tập thể và cá nhân liên quan đến vụ việc đi xe biển xanh của cơ quan, bật đèn ưu tiên và hú còi để đón con gái bà Hà tại sân bay Vinh. Theo đó, bà Hà và hội này đã nhận sai, hứa sẽ chấn chỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết sắp tới sẽ rà soát các cơ quan, sở, ban ngành, yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý xe công theo quy định. Kiểm điểm Chủ tịch Hội Phụ nữ đã dùng xe công trong vụ đón con. Trước đó, vào ngày 7 tháng 2, một video clip lan truyền trên mạng xã hội với hình ảnh xe biển xanh biển kiểm soát 38A06688 vào sân bay Vinh đón khách, bật đèn và còi ưu tiên để các xe khác phải nhường đường. Chiếc xe ô tô này đã được xác minh là xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và vụ việc xảy ra từ ngày 2 tháng 2. Vụ việc gây phản ứng mạnh trong công luận tới mức chiều ngày 7 tháng 2, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã phải lên tiếng với báo giới rằng ông đã biết sự việc và sẽ yêu cầu Hội Phụ nữ báo cáo. Đồng thời, ông Hoàng Trung Dũng cũng hứa rằng Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ kiểm điểm nghiêm túc vụ việc. Ngay sau đó, vào ngày 9 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh ra thông báo đã xử phạt tài xế Phạm Hoài Sơn 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng, đồng thời tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên. Việc bà Hà chỉ bị kiểm điểm không khiến công luận ngạc nhiên và cho rằng đó là biện pháp giơ cao đánh khẽ, đúng quy trình. Bởi hình thức kỷ luật ở mức kiểm điểm là mức thấp nhất trong thang bậc kỷ luật theo điều lệ của đảng này. Chiếc xe ô tô của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã gây xôn xao dư luận trước Tết Giáp Thìn. Đây chỉ là hình thức rút kinh nghiệm khi có vi phạm đối với nội quy nội bộ, không phải là cách xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Trong khi bà Hà không chỉ sử dụng xe công đi đón con mà còn lệnh cho tài xế gắn còi hụ đã là vi phạm pháp luật. Điều đó cũng được bà Hà thừa nhận. Theo luật sư Trần Vũ Hải cho biết, theo Điều 8 khoản 2 tiết C Nghị định 63/2019, người nào sử dụng xe công vào mục đích cá nhân sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Điều đó cho thấy ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đã không xử lý cương quyết như cam kết trước đó. Đó cũng là lý do vì sao bà Hà đã thừa nhận việc sử dụng xe công vụ đi đón con và việc xe gắn còi hụ là sai nhưng vẫn bị nhiều chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội. Facebooker Linh thì nhận xét, đúng là ở Việt Nam chỉ cần có tí chức là tự coi mình như vua một cõi. Bà Hà nên nhớ rằng chiếc xe đó là tiền thuế của dân. Bao nhiêu người dân đang còng lưng đóng thuế để mua được chiếc xe đó, không phải để bà tự ý sử dụng tùy tiện cho mục đích cá nhân. Chỉ mới là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mà đã lạm dụng ngân khố quốc gia để phục vụ cho cá nhân, cho con cái thì thật là khốn nạn. Bên cạnh đó còn có các ý kiến cho rằng, kể cũng lạ, một cái hội thành lập chỉ để bào mòn tiền thuế của dân, khi phụ nữ bị chà đạp và ức hiếp, cần sự hỗ trợ thì chẳng bao giờ thấy lên tiếng. Đằng này lại thích thể hiện, thích chơi ngông, coi mình là vua chúa để dư luận chửi. Thật đúng là không có liêm sỉ. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ được cho rằng là trùm của phe Nghệ Tĩnh. Việc công an Hà Tĩnh xử phạt tài xế Phạm Hoài Sơn 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng, nhưng bà Hà thì vẫn thoát tội, luật sư Đặng Đình Dũng giải thích. Nếu một lãnh đạo của hội tỉnh mà bị phạt hành chính thì thử hỏi có còn xứng đáng là lãnh đạo hội phụ nữ của tỉnh nữa hay không. Nếu một hành vi vi phạm pháp luật được báo chí khắp nơi lên tiếng nhưng cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh không xử lý thì biết làm sao đây. Ở Việt Nam hiện nay, tình trạng sử dụng xe công cho việc riêng đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Đây là hiện tượng là hành vi của tham nhũng quyền lực của giới quan chức nhà nước. Bất chấp việc lúc sinh thời, ông Hồ Chí Minh thường giáo huấn rằng lãnh đạo phải là đầy tớ của nhân dân,
nhưng rõ ràng câu chuyện ở Hà Tĩnh cho thấy lãnh đạo Việt Nam bây giờ đã trở thành cha mẹ của nhân dân. Ban lãnh đạo Hà Tĩnh đã bao che khi xử lý vụ việc, khiến cho dư luận bức xúc. Rõ ràng đã không thể xóa đi tiếng xấu lâu nay là Hà Tĩnh là vương quốc vô luật pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng không hổ danh miệng quan chôn trẻ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo. Tai nạn cao tốc Cam Lộ, La Sơn. Vì sao Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phải chịu trách nhiệm? Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ, La Sơn vào ngày 18 tháng 2 khiến 3 người tử vong và 3 người khác bị thương đã cho thấy sự thiếu an toàn của nhiều tuyến đường được gọi là cao tốc tại Việt Nam. Theo giới chuyên gia, vụ việc vừa kể trên đã từng được cảnh báo nhiều lần trong các thiết kế đối với đường cao tốc của Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung. Theo đó, cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Thừa Thiên Huế đã đưa vào hoạt động từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, vị trí nơi xảy ra tai nạn là một đoạn đường không phải có giải phân cách bê tông mà chỉ có một làn xe cho mỗi chiều. Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn chụp từ trên cao xuống. Nếu căn cứ vào quy định tiêu chuẩn Việt Nam ban hành vào ngày 30 tháng 5 năm 2012 về tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc thì rõ tuyến đường này hoàn toàn không đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam chứ chưa nói đến tiêu chuẩn quốc tế. Trên mạng xã hội, một số người đánh giá rằng tài xế đã quá vội vàng và chủ quan khi cho xe vượt lên phía trước, nhưng số đông bày tỏ quan ngại về cung cách thiết kế đường cao tốc như hiện nay và cho rằng cao tốc mà làm thắt nút kiểu như thế thì thà chưa có còn tốt hơn, vì đang vượt xe ở tốc độ cao, bất ngờ đường hẹp lại đột ngột thì rất dễ xảy ra tai nạn. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 đưa tin, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến kiểm tra các dự án giao thông đầu năm đã yêu cầu dừng đầu tư cao tốc hai làn xe do sự lãng phí nguồn lực và thời gian nâng cấp mở rộng. Theo ông Thủ tướng Chính nói rằng, quy hoạch đường cao tốc phải có tầm nhìn dài hạn, tổng thể, tiêu chuẩn hoàn thiện tối thiểu 4 làn xe, làn đủ dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80-100 km/h. Theo tờ báo Việt Nam Express vào tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn lên 4 làn xe với chiều rộng 23 m. Tuy nhiên tới nay, trong tổng số 98,3 km chiều dài, với tuyến cao tốc này mới chỉ có khoảng 10 km có 4 làn đường mà thôi. Thời điểm vào năm 2020, sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị về việc mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Bộ Giao thông Vận tải đã nêu rõ trong văn bản trả lời như sau. Bộ Giao thông Vận tải xin ghi nhận ý kiến của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và sẽ căn cứ nguồn vốn được Quốc hội, Chính phủ phân bổ trong giai đoạn 2021-2025 quy định của pháp luật về đầu tư công để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc đầu tư hoàn chỉnh đoạn đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn với quy mô 4 làn xe theo đúng quy định quy hoạch đã được phê duyệt. Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Nghiêm trọng hơn, nhà báo Linh Hoàng, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ đã tiết lộ trên trang Facebook cá nhân rằng Bộ Công an đã cảnh báo đề nghị hạ cấp khai thác cái gọi là cao tốc mà thực chất chỉ là đường cấp 3. Theo đó, tháng 10 năm 2023, Bộ Công an từng có công văn cảnh báo như sau. Cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ có 2 làn xe, bề rộng đường 23 m, không có giải phân cách giữa, không có làn dừng khẩn cấp, cứ 10 km bố trí một đoạn vượt cho xe có quy mô 4 làn. Đoạn đường này tương đương đường cấp 3 đồng bằng. Đồng thời, Bộ Công an còn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hạ cấp khai thác đoạn Cam Lộ - La Sơn đảm bảo đúng quy định với lý do thực tế hiện nay tuyến Cam Lộ - La Sơn và tuyến La Sơn - Túy Loan có kết cấu hạ tầng và hệ thống tổ chức giao thông giống nhau nhưng công bố khai thác khác nhau. Điều đó không phù hợp và gây khó khăn cho việc bố trí lực lượng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vẫn theo công văn của Bộ Công an, phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến đường này
đã hết hạn từ ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đến nay, tức là tháng 10 năm 2023, chưa có phương án mới thay thế, nên hệ thống báo hiệu giao thông không còn hiệu lực để phục vụ khai thác hoạt động giao thông và xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn giao thông. Những điều kể trên cho thấy, đơn vị và cá nhân phải chịu trách nhiệm chính chắc chắn là Bộ Giao thông Vận tải và ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng. Được biết, Bộ trưởng Thắng là một chính khách trẻ, sinh năm 1973, từng giữ chức Giám đốc, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank. Cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ trước khi bị bắt. Cũng xin nhắc lại, trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào tháng 10 năm 2023, tờ báo Tiếng Dân có cho hay, tin hình lang cho biết cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ đã nhiều lần phân bua rằng ông ta bị đánh hội đồng và làm sao ông ta giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đương kim Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Lê Đức Thọ cũng nói rằng ông ta không giàu bằng người tiền nhiệm, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietinbank giai đoạn 2014-2018, và hiện nay ông Nguyễn Văn Thắng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Công luận thấy rằng những điều vừa kể trên cho thấy Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về việc vô trách nhiệm và buông lỏng quản lý. Nhưng khả năng cao là Bộ trưởng Thắng vẫn thoát tội theo đúng quy trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tai nạn cao tốc Cam lộ La Sơn, vì sao Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phải chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.